Hello mọi người, nhất là những người sinh năm 1000, những người có cái tuổi Mão. Đây là video clip em làm về vận hạn của tháng Nhâm Tý, tháng 11 âm lịch của năm 2017 đối với những người tuổi Mão. Thì đây là một trong số những cái người mà năm nay gặp rất là nhiều rắc rối, vì có bị thái tuế cũng như là có sao hạn không tốt, nằm trong cái giai đoạn gọi là tiến ngọ mẹo dầu, tức là nằm trong những cái năm xung, thì nó sẽ gây ra những cái điều mà rất rối trong công việc cũng như là nhiều thứ. Có thể là có người là thậm chí là ở trong một số cái tuổi Mão, thì cái tuổi Ất Mão Nam Mạng sinh năm 1975 thì cái vận mệnh, cái bổn mệnh của mình rất là yếu, rất là dễ phải gọi là đi diện đoàn tụ quân bà, và cái tháng này là một trong những cái tháng rất là rắc rối, mọi người nên cẩn thận. Thì để mình có một cái nhìn mà tổng quát nhất thì em sẽ làm những cái tuổi Mão là từ lớn cho tới tới nhỏ để mọi người có cái nhận định. Thì đầu tiên hết, cái tuổi Mão này thì phải nói đến là cái tuổi Mão sinh năm 1939, nhưng mà những cái người đó thì lớn quá rồi, thì chủ yếu là vẫn là phần sức khỏe thôi, thì cái đó mình sẽ nói sau chung với lại ông 1999, ông Kỷ Mão luôn ha. Thì như vậy thì đầu tiên hết của cái tuổi Mão á, thì phải nói tới tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Người này có cái mạng là Tùng Bá Mộc. Năm mà năm 2017, năm Đinh Dậu á, thì nam á là sao Thái Bạch, hao tài đau ốm, hạn toán tập trở ngại ba bắp, vận niên thì thử quy điền, một vận niên tốt, thiên can Tân gặp đinh á, đinh nó khắc Tân ha, cho nên là sẽ xấu. Địa chi á, là Mão gặp Dậu á, là cũng là sinh xuất hao tốt. Như vậy á, là các bác nam mà tuổi Tùng Bám tuổi Tân Mão 1951 thì rõ ràng là không mấy ha. Các bác nữ là sao Thái Âm, may mắn tài lộc tốt ha, nạn thì hình tiền phòng bệnh nặng, vận niên thì ngu canh điền trâu cày ruộng tốt, thiên can cũng như trên, đinh nó khắc Tân rồi khắc xuất xấu. Địa chi thì Mão gặp Dậu khắc nhập hao tốn ha. Như vậy thì nếu như đối với các cái bác mà tuổi Tân Mão thì rõ ràng là nam của năm nay rất là bất ổn, có sao Thái Bạch nè, hạn thì toán tập trở ngại ba bắp. Tuy nhiên là về sức khỏe thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà các bác nữ thì được sao Thái Âm, có thể có tiền tài, có may mắn, nhưng mà hạn là hình tiền thì dễ rất là bệnh nặng, nhất là vào khoảng tháng này. Thì tháng Nhâm Tý, tháng 11 âm lịch là một tháng tháng mộc, tháng bình địa mộc. Như vậy là mệnh là Tùng Bá Mộc gặp Tan Khô Mộc, thì như vậy là bình hòa, cùng hàng mộc bình hòa nhau, không có gì cả, đúng không? Thiên can Tân với Nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không có gì. Sinh năm 1951 rồi thì công việc thật sự không có gì hết, tại vì các bác này cũng gần như là vừa hưu hết rồi, ở một cái tuổi cũng đã lớn rồi thì cũng không có nên là bon chen, cho nên là có nói là chỉ chú ý bằng sức khỏe. Tháng là tháng Nhâm Tý, chúng ta là các bác là tuổi Mão, Tý Ngọ Mẹo Dậu. Như vậy là chúng ta các bác này dù nam hay nữ thì cũng đều là bị tự hành, nằm trong tứ hành xung. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh của bên yếu quấy nhiễu bên mạnh ha, hoặc là bên mạnh loại trừ bên yếu đi. Thì nếu như chúng ta có được cái sự mà gọi là may mắn, cái sao hạn tốt của cả năm á, thì có thể là mình cái tháng này đối với mình không là quan trọng, nhưng mà đối với mấy bác nam của cái tuổi này là sao Thái Bạch gặp vào gọi là cùng mệnh thì mình sức khỏe không nói rồi, nhưng mà vào cái chuyện là bị tự hình thì rõ ràng là sẽ không có tốt, sẽ bị buồn phiền về gia đạo, về chút về
gia đình của mình là chủ yếu, à cho nên là gắn liền với chuyện gia đình thôi, một chút rắc rối ha. Rồi tiếp đến là những người quý mão, à người quý mão là mệnh là kim bạch kim, à nam của quý mão 1963 là sao la hầu ha. Thì sao la hầu là một cái sao tinh quân rất là xấu, xấu nhất cho đối với các cái sao hạn của nam ha, là ba vấp rắc rối đủ điều. Hạn là tam kheo xe sắt tay chân, vận niên cẩu cuồng phong chó điên dại, thiên can là quý gặp đinh ha. Thì ok, khắc xuất thắng lợi. Địa chi là mão gặp dậu khắc nhập hảo tổn. Nữ của quý mão là sao kê đô, ốm đau hao tổn. Hạn là thiên tinh rối rắm tranh chấp, rồi vận niên cẩu cuồng phong. Thiên can thì quý gặp đinh khắc xuất thắng lợi, cũng như là địa chi cũng giống như ở trên. Như vậy là đối với cái tháng Nhâm Tý, tháng 11 âm lịch của năm 2017 thì cả nam lẫn nữ của cái những người sinh năm 1963 quý mão này thì là đều rất là xấu. Lý do một điều là sao? Tại vì mệnh là kim, nó khắc mộc. Tuy rằng bản mệnh chúng ta khắc tháng này nữa thì nó cũng sẽ rất là có những cái điều rất là không tốt cho bổn mạng sức khỏe cũng như là nhiều thứ khác. Bên cạnh đó là chúng ta các bác quý mão thì lại là người nam thì la hầu, nữ kế đô. Đây là hai cái tinh quân rất xấu cho nam và nữ. Cho nên là nó sẽ rất là nhiều chuyện. Nó giống như là mình bị vốn dĩ cả năm đã xui, chơi vô cái tháng bị khắc bản mệnh xui nữa. Tháng này ngoài khắc bản mệnh ra thì cái địa chi của ta của các anh các chị là Tý với Mão. Là Tý Ngọ Mão Dậu, Mão Dậu là trong tứ hành xung, là chuyện xung khắc và gia đạo. Thiên can thì không có gì đi, thiên can thì không hình hình, không khắc, không gì hết. Tuy nhiên mà nó mà dướng vào cả cái việc bị khắc bản mệnh nè, rồi bị gia đạo có vấn đề nữa, mà cộng với ngôi sao xấu nữa, thì có ba cái để xét gọi là may mắn hoặc là xui xẻo, thì chúng ta có hai cái rồi, cái kia thì không được tương trợ cho hai cái này. Thì rõ ràng là các anh các chị quý mão sinh năm 1963 thì đối với cái tháng Ăn Tý này thì cần cẩn thận nhiều mặt, đó là về sức khỏe nè, rồi có thể là về gia đạo ha, rồi là đã tháng xấu mà gặp bản mệnh bị tương khắc thì chắc chắn các tinh quân tốt của trong người chúng ta sẽ không phát huy tác dụng, và nó không phát huy tác dụng thì công việc làm ăn cũng chưa chắc gì đã là ngon lành. Cho nên là nếu là em thì em đặc biệt cẩn thận tháng này, dù là tháng này là tháng gần Tết rồi, mình cũng muốn rút hết mọi chuyện, mình muốn đẩy mạnh nhanh để kiếm tiền Tết, nhưng mà nếu như là các anh các chị thì em nên ngồi im ha, mình ở dưới dụng bùn càng quậy thì càng lúng. Đó, sức khỏe bổn mệnh mình bảo toàn, tại vì người quý mão tháng này và tháng sau, tháng tới là bước qua năm Tuất rồi, năm Tuất nó có lục hợp là ăn nó dễ dàng, còn bây giờ năm này nó xung mình thì tốt nhất là cẩn thận ha. Rồi kế tiếp là người Ất Mão. Người Ất Mão là mệnh đại khê thủy. Nam thì sao kế đô, ốm đau tai tiếng ha. Hạn là địa võng rối rắm âu lo, vận niên dương hồi ngạn dễ về suối tốt, thiên can Ất gặp đinh khắc nhập hao tổn. Địa chi Mão gặp Dậu cũng vậy. Rồi như vậy là đối với nữ thì là sao Thái Dương, may mắn danh lộc tốt. Hạn là địa võng nhiều âu lo phiền muộn, dương hồi ngạn vận niên, thiên can thì cũng giống như nam không có gì khác biệt. Đối với các người mà các anh chị mà Ất Mão sinh năm 1975, cái tháng Nhâm Tý này thì mệnh của các anh chị là thủy, nó sinh mộc, cho nên là sinh xuất về bản mệnh. Nếu như mà nói là sinh xuất về bản mệnh mà xấu thì cũng không phải là xấu, nhưng mà bản mệnh mình bị yếu đi, đúng không? Mà sinh xuất mà, nhưng mà dù gì đi nữa nó cũng là tương hợp, nó tương hợp cho tháng thì ok, mình sinh xuất cho tháng thì mình nó sẽ không không xấu như là mình tương khắc tháng hoặc là tháng tương khắc mình ha.
nhưng mà nó cũng không phải là một hoàn toàn tốt, nó không phải là được tốt, nó chỉ là trung bình thôi. Ok, thiên can ất nhâm thì cũng không sủng không khởi gì hết. Địa chi thì cũng như đã nói, mọi người thì chủ yếu là phần địa chi thì nó bị tương khắc, nó bị trong tứ hành xung, tiếng ngọ mèo dậu. Nhưng mà tiếng ngọ mèo dậu thì tí mèo nó chỉ là hình nhau thôi, cho nên là cái sự mà xung khắc nó cũng đỡ đi phần nào. Tuy nhiên là với cái những người ất mão mà nam á, thì là mạng là do mình là mạng sao cái đô. Năm nay ất mão nam mạng rất yếu ha. Em xét trong cả những cái tinh quân thì rất yếu, hay dễ tai nạn nè, rồi anh người thì lên bàn thờ ngồi rồi ha. Cho nên là những người còn lại tháng này chúng ta bị sinh xuất bản mệnh, tức là bản mệnh chúng ta yếu, các anh cũng nên cẩn thận chút xíu về cái vấn đề mà tai nạn ha. Tháng này cố gắng bớt bớt nhậu lại chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chứ còn nếu không thì em không dám chắc. Còn về công việc thì mọi chuyện nó không có gì cả, mọi chuyện nó cũng bình thường như vốn dĩ của nó. Từ đầu năm tới giờ cũng có chút va vấp, cũng có chút khó khăn một tí xíu, nhưng mà sẽ vượt qua thôi. Tuy nhiên là các anh các chị của tuổi này thì nên bảo toàn cái việc ở trong gia đạo. Nếu như bảo toàn vượt qua tháng này ở trong gia đạo thì tháng tới, từ tháng tới vận của các anh các chị sẽ thay đổi hoàn toàn, của người ất mão ha, thay đổi hoàn toàn luôn, thay đổi một cách mà có thể nói là các anh chị thấy nó tốt hẳn lên luôn. Tức là mình đã vượt qua cái giai đoạn cực kỳ khó khăn nhất của mình, cái đại hạn 10 năm. Bắt đầu mình sẽ bước qua đại vận 10 năm, từ bắt đầu từ năm sau. Và em nghĩ rằng tháng 12 là một tháng chuyển đổi, nó sẽ làm cho mọi người tốt hơn ha. Rồi tiếp đến là người tuổi Đinh Mão. Đinh Mão Lưu Trung Hỏa. Sao là Thủy Diệu, nam sao Thủy Diệu có chuyện buồn. Hạn là ngũ một, hao tài mất của. Vận niên thỏ lộng nguyệt, thỏ dẫn trăng tốt. Thiên can đinh gặp đinh cùng hàng thuận lợi. Mão gặp dậu là khắc nhập hao tổn. Nữ thì sao thái âm, may mắn danh lộc tốt. Hạn là tam kheo xé xác tay chân ha. Vận niên là rồi, vận niên thiên can thì cũng giống như trên. Như vậy là với những người mà Đinh Mão á, mệnh Lưu Trung Hỏa này á, là cái mệnh này rất lớn ha. Mệnh của người này là cái lô Trung Hỏa này là cái lò luyện, cái lửa trong lò luyện ra trời đất, cho nên là không sợ ai hết. Mà gặp tháng này á, là tháng tan khô mộc, tháng này bình địa mộc chứ, tháng này tháng mộc, cho nên là mộc sinh hỏa ha, điều là một điều tốt nữa, chậm vô nó còn cháy thêm nữa ha, tốt. Thiên can đinh nó hợp nhâm. Chữ đinh của chúng ta nó hợp nhâm, quá ngon. Như vậy là còn địa chi thì tiếng ngọ mèo dậu thì cũng như là các tuổi trên của các anh chị các bác tuổi mão, thì cái phần mà địa chi thì chúng ta nó sẽ có rắc rối, do chúng ta nằm ở trong tứ hành xung. Nhưng vậy là mệnh của tháng này được tương sinh, tốt. Thiên can thuộc ngũ hợp, cho nên là nói những người đinh mão là từ đầu năm tới giờ thì cũng gặp rất nhiều rắc rối, rất nhiều khó khăn, rất nhiều cái sự trục trặc trong cuộc sống. Tuy nhiên từ tháng này trở đi mình có thể nói là sẽ ok, chỉ có còn rắc rối một chút xíu nữa ở bên cái việc gia đạo mà thôi. Chứ còn mà nói mà nào, mình có thiên can đinh hợp nhâm là ngũ hợp ha. Mệnh thì Lưu Trung Hỏa được mọc được tháng là tháng mọc thấp cho nữa, thì hỏi làm sao mà mình không có được cái sự mà gọi là tôi phát lên được. Như vậy đó là có thể nói đối với những người đinh mão, dù tháng này là tháng kỵ ha, tháng tí tiếng ngọ mèo dậu nằm trong tứ hành xung, nhưng chúng ta có nhiều trở lực hơn, nhiều cái phần mà gọi là mạng được tương sinh nè, thiên can được ngũ hợp, thì có thể nói là công việc bổn mạng cũng như là các cái chuyện mà rắc rối trong gia đạo thì mình chắc là giải quyết rất là ok, không có gì đâu. Chúc mừng các em tuổi đinh mão đã có được cái tháng mà bắt đầu gọi là mình xoay chuyển, mình bước qua cái năm ngũ cái năm lục hợp sắp tới để mà mình có tiền tài ha. Đó là một điều rất là mừng. Kế đến là ông mấy đứa mấy em Kỷ Mão 1999
cũng như là các bác là sinh năm 1939. Thì hai tuổi này thì mình sẽ nói nhiều về phần kỹ mão hơn. Các phần 1939 thì các bác lớn quá rồi, mình cũng không nói. Các bác coi như là chủ yếu là phần sức khỏe. Thì như sau, đối với nam của cái kỹ mão là sao kế đô, đau ớn, tai nạn, hạn là diêm vương, ha, bệnh tim mạch, vận niên là mã ngộ đau, ngựa trúng thương, xấu, thiên can kỷ gặp đinh, sinh nhật có lợi. Địa chi là mão gặp dậu khắc nhập hao tổn ha. Đối với nữ là sao thái dương, may mắn dành lộc tốt, hạn là thiên la, tinh thần bất an, vận niên thì cũng như trên, mọi thứ đều cũng như trên hết. Như vậy là với tháng Nhâm Tý thì là mệnh là tháng Nhâm Tý này là tháng mộc, chúng ta là mệnh thành đầu thổ. Như vậy là mộc nó khắc thổ, một cái là bị bổ mạng, bị tương khắc, thiên can kỷ nhâm thì không xung không hại không gì hết. Tý mặt ảo thì đã nói như các clip các cái tuổi khác thì là bị tự hình. Như vậy là sẽ đối với các em mà tuổi đinh mão này, kỷ mão này thì mệnh là cái quan trọng nhất, thấy không? Chúng ta bị tháng tương khắc mệnh. Như vậy là sức khỏe, tai nạn ha, cần đề phòng nhiều, thấy không? Sẽ có những cái rắc rối về bổn mệnh của chúng ta, cho nên là các em các cháu cũng phải cẩn thận. Rồi thứ hai nữa đó là Tý ngọ mão dậu, chúng ta đã trong thời hình xung, tuổi chúng ta nhỏ thì cái này là cái mối quan hệ của ngoài xã hội, cái mối quan hệ trong gia đình, giữa anh em, cha mẹ sẽ có xích mích thôi, chứ không phải là chúng ta là cái mối quan hệ của vợ chồng, cho nên là cũng không đến nỗi nào. Thiên can thì kỷ nhâm, thì đối với các tuổi này thì cũng mới còn đi học, là phần đông học, không học chữ thì cũng học nghề, chứ còn hoặc là đi làm công nhân gì đó thì nó không có quá đáng ngại ha. Cho nhiều, nhưng mà đặc biệt này là cần cẩn thận phần tai nạn của mình nhiều, nhất là các em nam, đúng không? Có sao kê đô, có ốm đau, tai nạn và bệnh tim mạch ra máu huyết, cho nên là tháng này chủ nhiều sự rắc rối, thậm chí là những cái rắc rối ở trong gia đạo của mình sẽ làm cho mình cái tinh thần của mình không tốt và tạo ra những cái điều mà sẽ không có tốt đẹp lắm. Như vậy là thông tin của em, của vận hạn của tháng Nhâm Tý, tháng 11 âm lịch năm 2017, đối với những người tuổi Mão là như vậy. Vẫn là cái chính, vẫn là do tuổi Mão, chúng ta rơi vào tháng Tý, thuộc là tháng tứ hành xung, vẫn trong tháng xung, nhưng mà tháng xung này không phải là tháng lục xung, nó chỉ là hình với nhau thôi, cho nên cái sự rắc rối trong gia đạo vẫn là chủ thể. Một số tuổi thì cần chú ý, một số tuổi Mão thì cần chú ý đến cái việc sức khỏe của mình, cũng như tai nạn. Vì năm nay có thái tuế đi trùng, mà thái tuế đi trùng thì không nạn thì tai, cho nên là gặp tháng xung thì nên cẩn thận nhiều mặt. Còn về công việc thì như đã nói thì không có thấy gì nhiều, không có thấy kiêng kỵ gì cả. Đặc biệt là đinh mão sinh năm 1987, các em có ngũ hợp nữa cả. Như vậy thì đó là một điều, một dấu hiệu tốt để chúng ta có thể vượt qua một cái tháng 11 một cách êm đẹp và có tiền tài. Video đến đây là hết. Mọi người tuổi Mão xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những chia sẻ của cá nhân mình về tử vi phong thủy cả năm hoặc là từng tháng cho tuổi của các bạn hoặc là người thân của các bạn, các anh, các chị cũng như các bác. Bye bye và hẹn mọi người ở video sau. Chúc mọi người tận hưởng cái tháng Nhâm Tý 11 âm lịch này một cách tốt đẹp nhất. Bye bye.